Auto Fanpage Content giúp bạn giảm bớt nhân sự trong việc xây dựng nội dung fanpage, lên lịch nhanh chóng, tiện lợi, xây dựng và quản trị hàng loạt fanpage một cách dễ dàng. Hãy sở hữu nhiều fanpage để phục vụ cho việc kinh doanh và phát triển cộng đồng bằng cách sử dụng Auto Fanpage Content. Truy cập ngay website autofanpagecontent.com để nhận khuyến mại hấp dẫn ngay trong hôm nay. Blockchain được ứng dụng trong kinh tế như thế nào? Blockchain là một từ khóa quá hot kể từ đầu năm 2017 đến nay, một thuật ngữ mà bạn dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống thường ngày, một công nghệ với ứng dụng hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, giáo dục, kinh tế, y tế, game, thương mại điện tử và thậm chí là nông nghiệp. Từ công nghệ blockchain 3.0 đến blockchain 4.0 và nó không ngừng phát triển trên toàn thế giới, rất nhiều nước đã ứng dụng thành công công nghệ chuỗi khối này. Nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu blockchain là gì và nó đã được ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế nào chưa? Hãy cùng Độc Đáo TV tìm hiểu qua bài clip sau đây nhé! Phần 1. Tổng quan về blockchain. Blockchain là gì? Cơ chế hoạt động ra sao? Blockchain là một hệ thống cơ sở dữ liệu chứa thông tin được dùng để lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau và được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống thay vì một bên thứ ba riêng lẻ như nhà nước hay ngân hàng trung ương, đồng thời cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn bằng một hệ thống mã hóa phức tạp và được mở rộng theo thời gian. Mạng lưới Bitcoin sắp xếp các giao dịch bằng cách nhóm chúng lại vào các nhóm được gọi là các khối block. Mỗi khối chứa một số lượng các giao dịch nhất định và một liên kết đến khối trước đó. Như vậy, theo thời điểm các giao dịch tăng lên thì các khối cũng sẽ tăng và liên kết nối đuôi nhau và được tổ chức thành chuỗi. Từ đó, hệ thống được hình thành với tên gọi là blockchain. Công nghệ blockchain là sự kết hợp giữa ba loại công nghệ: mật mã học, mạng ngang hàng và lý thuyết trò chơi. Với mật mã học, để đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn và riêng tư thì công nghệ blockchain đã sử dụng public key và hàm hash function. Mạng ngang hàng. Mỗi một nút trong mạng được xem như một client và cũng là server để lưu trữ bản sao ứng dụng. Lý thuyết trò chơi. Tất cả các nút tham gia vào hệ thống đều phải tuân thủ luật chơi đồng thuận, giao thức POW, POS và được thúc đẩy bởi động lực kinh tế. Đối với một doanh nghiệp, blockchain có thể gọi là một sổ cái kế toán. Vĩ mô hơn nữa thì nó đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu hay một cấu trúc dữ liệu chứa đựng tài sản, ghi chép lại lịch sử tài sản của tất cả mọi người trong hệ thống mạng ngang hàng. Để hiểu hơn về cơ cấu hoạt động của blockchain, chúng ta sẽ minh họa một ví dụ đơn giản sau đây. Có hai người A và B cá cược với nhau 50 USD rằng thời tiết của Hà Nội vào ngày mai: A. Trời nắng. B. Trời mưa. Như vậy, tại thời điểm hiện tại, vụ cá cược giữa A và B có 3 phương án để thực hiện. Phương án 1. A và B tin tưởng vào nhau. Nếu A và B có thể tin tưởng lẫn nhau thì có thể lựa chọn thực hiện theo phương án này. Ngược lại, rất có thể người thua sẽ không thừa nhận và không trả tiền cho người thắng cuộc. Phương án 2. A và B có thể đưa giao kết này thành hợp đồng. Với phương án này, người thắng sẽ dễ dàng buộc người thua cuộc phải trả cho mình 50 đồng. Tuy nhiên, nếu người thua vẫn không chịu trả tiền, người chiến thắng sẽ phải nhờ đến tòa án giải quyết và phải mất thêm chi phí pháp lý và mất nhiều thời gian. Hơn nữa, đối với khoản tiền khá nhỏ là 50 đồng thì phương án này cũng không phải là tối ưu nhất. Phương án 3. A và B cần một bên thứ ba làm trung gian. Cả A và B sẽ gửi trước 50 đồng cho một bên thứ ba và bên thứ ba sẽ có trách nhiệm đưa tổng số tiền cho người chiến thắng. Tuy nhiên, lúc này niềm tin lại được đặt vào người thứ ba, họ có thể bỏ trốn với 100 đồng của cả hai người. Cả ba phương án trên đều chưa phải là giải pháp tối ưu. Công nghệ blockchain có một điểm đặc biệt là nó cung cấp cho chúng ta một phương án mà không cần tin tưởng vào bên thứ ba, vô cùng nhanh chóng và rẻ tiền. Blockchain cho phép chúng ta soạn thảo các đoạn mã để tạo ra một chương trình. Khi cả hai bên cùng gửi 50 đồng thì chương trình này sẽ giữ 100 đồng và sẽ tự động kiểm tra thời tiết vào ngày hôm sau dựa vào một số nguồn dữ liệu. Sau đó, nó sẽ tự động chuyển toàn bộ 100 đồng cho người chiến thắng. Mỗi bên tham gia có thể kiểm tra tính logic của hợp đồng và khi hợp đồng đã được đưa lên trên blockchain và thực thi thì nó không thể thay đổi hoặc dừng lại được. Đó là cơ chế hoạt động của blockchain. Đặc điểm chính của công nghệ blockchain: không thể làm giả, không thể phá hủy các chuỗi blockchain.
các chuỗi blockchain gần như không thể bị phá hủy được, và theo lý thuyết thì chỉ có máy tính lượng tử mới có thể can thiệp vào và giải mã chuỗi blockchain, và nó chỉ bị phá hủy hoàn toàn khi không còn Internet trên toàn cầu. Bất biến. Dữ liệu trong blockchain gần như không thể sửa đổi được, chỉ có thể sửa đổi được bởi chính người đã tạo ra nó, nhưng phải được sự đồng thuận của các nút trên mạng, và các dữ liệu đó sẽ lưu giữ mãi mãi. Bảo mật dữ liệu. Các thông tin dữ liệu trong các chuỗi blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối. Chỉ có người nắm giữ private key mới có quyền truy xuất dữ liệu đó. Minh bạch. Ai cũng có thể theo dõi được đường đi của dữ liệu trong blockchain từ địa chỉ này tới địa chỉ khác và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó. Hợp đồng thông minh là các kỹ thuật số được nhúng bởi một đoạn code if this then that trong hệ thống, cho phép chúng tự thực thi mà không cần bên thứ ba. Blockchain không cần bên thứ ba tham gia vào hệ thống và nó bảo đảm rằng tất cả các bên tham gia đều biết được chi tiết hợp đồng và các điều khoản sẽ được tự động thực hiện một khi các điều kiện được bảo đảm. Blockchain được phân loại như thế nào? Trong hệ thống blockchain chia thành 3 loại chính gồm Public, đây là hệ thống blockchain mà bất kỳ ai cũng có quyền đọc và ghi dữ liệu trên blockchain được. Quá trình xác thực giao dịch trên blockchain này đòi hỏi phải có hàng nghìn hay thậm chí là hàng vạn nút tham gia. Do đó, để tấn công vào hệ thống blockchain này là điều bất khả thi vì chi phí rất cao. Ví dụ về public blockchain, Bitcoin, Ethereum. Private. Đây là hệ thống blockchain cho phép người dùng chỉ được quyền đọc dữ liệu, không có quyền ghi vì điều này thuộc về một bên thứ ba tuyệt đối tin cậy. Bên thứ ba này có thể hoặc không cho phép người dùng đọc dữ liệu trong một số trường hợp. Bên thứ ba toàn quyền quyết định mọi thay đổi trên blockchain. Vì đây là một private blockchain cho nên thời gian xác nhận giao dịch khá nhanh vì chỉ cần một lượng nhỏ thiết bị tham gia xác thực giao dịch. Ví dụ, Ripple là một dạng private blockchain, hệ thống này cho phép 20% các nút là gian dối và chỉ cần 80% còn lại hoạt động ổn định là được. Permission, hay còn gọi là consortium, là một dạng của private blockchain nhưng bổ sung thêm một số tính năng nhất định, kết hợp giữa niềm tin khi tham gia vào public và niềm tin tuyệt đối khi tham gia vào private. Ví dụ, các ngân hàng hay tổ chức tài chính liên doanh sẽ sử dụng blockchain cho riêng mình. Phần 2. Áp dụng vào lĩnh vực kinh tế. Những ứng dụng vào bài toán kinh tế của blockchain là vô cùng to lớn. Chỉ cần theo dõi các tập phát sóng của Shark Tank gần đây, ta cũng có thể thấy được tần suất xuất hiện của công nghệ này là nhiều như thế nào. Tuy nhiên, trong phạm vi video này, xin giới thiệu cho bạn hai ngành kinh doanh nổi bật đang áp dụng blockchain vào lĩnh vực của mình. 1. Ứng dụng blockchain trong thương mại điện tử. Theo các chuyên gia, thị trường bán lẻ hiện nay nên dần dần chuyển dịch vụ của mình sang bán hàng trực tuyến, tận dụng lợi thế thương hiệu với chiến lược đa kênh để đạt được thành công và bảo vệ vị trí hiện tại. Nhìn chung, sự tin tưởng của người tiêu dùng và chi phí cao cho mô hình phân phối là những thách thức lớn cần được các doanh nghiệp giải quyết để thương mại điện tử tiến xa hơn nữa. Những thách thức lớn đó của thương mại điện tử có thể được xử lý bằng các hợp đồng thông minh khi ứng dụng công nghệ blockchain. Bà Lê Thúy Hạnh, một doanh nhân trong ngành bất động sản, chia sẻ: "Với công nghệ blockchain, tôi yên tâm khi ký các hợp đồng thông minh và đưa giải pháp thanh toán vào website. Từ đây, chúng tôi có thể dễ dàng kinh doanh và hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước trong một thời gian ngắn hơn và thủ tục đơn giản hơn nhiều lần." Warrantier là một ứng dụng blockchain cho phép người tiêu dùng dễ dàng truy cập thông tin về sản phẩm họ đã mua và nhận hỗ trợ dịch vụ trong trường hợp có trục trặc sản phẩm. Blockpoint là một ứng dụng đơn giản hóa việc tạo ra các hệ thống thanh toán và chấp nhận ví điện tử, chương trình khách hàng thân thiết, thẻ quà tặng và các chức năng khác. Loyal được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh, nền tảng dịch vụ khách hàng thân thiết và tích điểm thưởng này tạo ra nhiều chương trình tùy chỉnh hơn, cho phép khách hàng tích điểm thưởng từ nhiều thương hiệu khác nhau. 2. Ứng dụng blockchain trong dịch vụ tài chính ngân hàng. Bitcoin Atom là một nhánh mới của Bitcoin cho phép trao đổi tiền mã hóa dễ dàng mà không tốn phí giao dịch và không thể bị tấn công khi giao dịch, khiến Bitcoin thực sự được phân cấp lại. Công nghệ này dựa trên các hoán đổi nguyên tử, được xem là một công cụ vô giá để trao đổi các đồng tiền mã hóa và không cần phải có một bên thứ ba đáng tin cậy. Nhưng hiện tại, việc áp dụng rộng rãi các giao dịch hoán đổi nguyên tử đã bị ngăn chặn vì chúng đòi hỏi phải có kỹ năng kỹ thuật cao. Bitcoin Atom có thể giải quyết vấn đề này một phần nào đó.
Cryptocurrency. Đây là một nền tảng giao dịch tiền mã hóa và một vài loại tài sản, bao gồm cả những tài sản không hoán đổi thành tiền mặt, được trao đổi thông qua token của Cryptocurrency. Dự án cho phép tiền mã hóa được giao dịch bên ngoài các giao dịch chuyên dụng của chúng. Ripple. Ripple nhắm đến việc trở thành một nhà cung cấp giải pháp thanh toán toàn cầu bằng cách kết nối ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, doanh nghiệp và các giao dịch tài sản kỹ thuật số, cho phép giải quyết ngay tức thì theo nhu cầu trên toàn cầu. Abra là một ứng dụng toàn cầu và ví tiền mã hóa, cho phép bạn mua, đầu tư và trữ 20 loại tiền mã hóa, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Eternity là một nền tảng blockchain có khả năng mở rộng cao này, có thể được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào yêu cầu tốc độ giao dịch cao, bao gồm các hợp đồng thông minh được tạo ra từ các thanh toán chuỗi Nano và Vimo. Kết luận. Giống như khi máy tính cá nhân hoặc Internet mới ra đời, công nghệ blockchain xuất hiện cũng sẽ thay đổi cách mà chúng ta hiểu biết và nhìn nhận xã hội. Hiện nay, có rất nhiều công ty và tập đoàn lớn đang xây dựng mạng lưới của riêng mình bằng công nghệ blockchain để hạn chế chi phí. Vì thế, chúng ta sẽ sớm thấy điều này có thể tạo ra một làn sóng cho tương lai. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video. Nhớ like và subscribe để theo dõi thêm nhiều video bổ ích nhé! Tin tức được tổng hợp và biên tập bởi biên tập viên Bùi Hiếu từ Độc Đáo TV. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.